Kênh tổng hợp 2. Vâng, và tuần trước thì mình cũng bận quá nên không ra được cái con web. Lần này mình rảnh rỗi mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái con web là Clem, cái đồng Dogecoin và Clem liên tục này. Đây, các bạn nhìn trên màn hình này. Yêu cầu lên đến 0,04 Dog cứ sau 0 phút này. Về ví Forget Buy này, kiếm tiền một cách thụ động. Đây là giới thiệu, còn các bạn miễn phí, các bạn claim liên tục mỏi tay luôn này. Link thì mình để dưới phần mô tả, các bạn chỉ việc bấm vào link và sẽ chuyển cho các bạn đến cái con web này này. Và để chơi được con web này thì các bạn phải tạo cái ví Pocket Pay này. Link tạo cái ví Pocket Pay của mình để dưới phần mô tả này. Các bạn xem video rồi các bạn tạo cái ví và để lấy địa chỉ ví PocketPay của cái đồng đó, thì các bạn bấm vào trang chủ của ví PocketPay này. Các bạn nhớ là các bạn có điện thoại trình duyệt chuông hoặc cọc cốc thì các bạn lên đăng ký ở trên cái trình duyệt đó, nó sẽ dịch cho các bạn sang tiếng Việt, các bạn dễ sử dụng hơn này. Các bạn bấm vào chữ vòi trẻ này, các bạn bấm vào bảng điều khiển, rồi các bạn vào trang tổng quan người dùng này. Đây rất là dễ sử dụng, các bạn dịch sang tiếng Việt này. Đấy. Và có mỗi lần các bạn rút tiền về nó sẽ tích cho các bạn được điểm thưởng. Đấy. Đây. Và để lấy được cái địa chỉ ví thì các bạn sẽ bấm vào cái tiền gửi này. Đấy, rồi các bạn vuốt lên này. Đầu tiên là đồng Bitcoin, thứ hai là đồng ETH này, đây và thứ ba là đồng Dogecoin này. Ở dưới cái ô vuông này các bạn kích vào đó để copy cái địa chỉ ví của bạn để các bạn dán vào cái con web nước nệ này, rồi các bạn bấm quên lại này. Đây, và trở lại cái con web Clem liên tục mỏi tay luôn này, để nhận cái đồng đó có ý rất là ngon. Các bạn hãy chơi ngay cái con web này này. Các bạn nhớ là có quảng cáo thì các bạn hãy thoát bỏ ra này. Có hình các bạn ở trên máy các bạn có hình tam giác hay gì thì các bạn thoát vào ra. Đấy. Và khi trở lại cái trang giao diện chính của con web này thì các bạn vuốt lên này. Đấy, có chữ. Các bạn nhớ là phải phải trình duyệt chuông để nó dịch sang tiếng Việt. Có chữ địa chỉ ví của bạn thì các bạn click vào đó, các bạn dán cái địa chỉ Dogecoin mà các bạn vừa copy ở cái ví Pocket Pay này để các bạn chuyển tiền về cái ví đó này. Và các bạn vuốt lên này để các bạn làm nhiệm vụ nhập cái số mà theo thứ tự nó ở ô vuông xanh xanh này. Đấy, các bạn bấm vào tôi không phải người máy đầu tiên đã. Các bạn nhớ là có quảng cáo thì nó mới trả tiền cho các bạn, nên các bạn có quảng cáo các bạn thoát ra này để các quay trở lại cái con web này này. Rồi các bạn bấm lại, tôi và không phải là người mẹ, tôi là con người này. À, nó yêu cầu các bạn nhập kích vào hình ảnh cái gì thì các bạn kích vào đó, ví dụ là có ô tô thì kích các bạn chứa ô tô và vào ô tô này. Cứ có ô tô này các bạn vào tàu này các bạn không bấm này. Rất đơn giản. Rồi các bạn vào kiểm tra. Và sau khi kiểm tra xong nó nổi lên chữ V xanh này, các bạn xác nhận cho các bạn. Rồi tiếp theo một cái captcha nữa các bạn nhập theo tự, ví dụ trên dòng xanh xanh này có chữ AB theo tự này, A với B thì các bạn để ý kỹ này, 1 nhân A là bằng A này, 2 nhân A, 2 nhân B bằng 2B, có nghĩa là 1A 2B. Đấy. Nhưng mà các bạn theo tự cái dòng AB này các bạn sẽ tìm này, 1 nhân A cộng 1 nhân B là các bạn click vào đó. Tiếp theo là ba con B thì 3 nhân B đó, các bạn click theo đó này. Và tiếp theo là một con C hai con A thì
thì 1 nhân C về cộng 2 nhân E các bạn kích vào đó. Và con đường cùng các bạn nhập nốt, các bạn kéo lên, rồi các bạn nhập vào và nhận phần thưởng. Rất đơn giản các bạn. Đấy, các bạn được rất là nhiều này. Các bạn nhớ là quảng cáo các bạn thoát ra luôn này. Đấy. Các bạn nhận luôn, chuyển đã gửi cho các bạn đến ví Forketpay này, rất là ngon. Chuyển tiền chưa đến 1 giây. Rất là ngon, nhanh chóng này. Các bạn chơi ngay con app này, cờ đem liên tục để kiếm cái đồng coffee nhé. Các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè để cùng nhau kiếm những cái đồng coffee điện tử. Các bạn thấy con app này hay, hãy cho mình một like. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và bấm hình quả chuông để nhận thông báo về video kiếm tình mới nhất của mình nhé. Các bạn nào mới thì các bạn hãy vào xem cái kênh của mình chứa những cái con app kiếm coin Bitcoin cũng như là đồng điện tử rất là ngon để các bạn kiếm nhé. Và rất là uy tín này, các bạn nhớ này. Và video của mình đến đây là hết. Chúc các bạn kiếm được nhiều cái đồng Dogecoin trong con web này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kiếm tiền tiếp theo.